Anh thích tóc em ạ? Em mới làm hôm qua đấy. Anh thích cả đôi môi đỏ mọng này nữa. Anh ấy muốn hôn sao? Phải dặm lại son thôi bà con. Hẹn gặp cậu ngày mai nhá. Wow! Chào! Em dễ thương thật đấy. Chào! Mình cùng đi ăn trưa nhá. Ồ, em cứ tưởng anh chuẩn bị. Nào cả lớp, hôm nay chúng ta sẽ dùng laptop nhá. Laptop cũng bình thường thôi. Em thì muốn thứ gì đó tân tiến hơn cơ. Đồ công nghệ càng nhỏ càng xịn đấy nha. Thử xem nào. Cái này đi. Không, đâu rồi ta? Ái chà, công nghệ xịn sò chưa kìa. Chắc là đắt tiền lắm. Lại là tiền sao? Mình đắt cần mấy thứ đấy. Máy tính cũ của tớ vẫn chạy ngon lành nhá. Mẹ lúc nào cũng bảo nếu nó chưa hỏng thì khỏi phải sửa. Nhưng mình nên lau thường xuyên hơn. Chỉ hơi bụi thôi à. Phải có màn hình nữa nhé. Đây là cái máy xấu nhất tớ từng thấy trên đời á. Và phần gọn nhất đây này. Cắm điện cái máy tính này nào. Hả? Không sao. Cái đống này là thế nào trời? Làm ơn đừng hỏng mà. Hình như mất điện rồi cả nhà ơi. Của tớ vẫn hoạt động nè. Có ai muốn nghe chuyện ma không nào? Có ai không? Vâng, sẵn sàng rồi ạ. Wow, là cô ấy kìa. Cho qua nào, cô không được đi vào đó đâu. Mấy tờ này có làm anh thay đổi ý không? Đây là bí mật của chúng ta nhé. Vậy thì mời cô vào. Chào cô gái, tôi mua điện thoại mới cho cậu này. Tôi có cái đó rồi má ơi. Lẽ ra tớ phải biết chứ nhở. Chán như con rán. Anh ơi, cho em qua nhá. Nhưng em tự vẽ đó ạ. Ai quan tâm chứ. Này, cho cô ấy qua đi. Thật là lung linh ảo diệu. Hả? Sao Mickey lại lên được đó? Mình thì không biết vẽ mới chán chứ. Lát nữa đi xem phim không gái? Tớ muốn xem bộ phim nào đó cực kỳ đáng sợ. Thôi xong, mưa thế này thì đi đâu được. Lo lắng cái gì không biết. Cẩn thận không ướt tóc tôi nhá. Thế còn tóc mình thì sao? Nghèo nàn, khổ thật đấy. Nhưng mình sẽ tự lo được chuyện này. Mình sẽ dọa cho mưa chạy mất dép. Mưa ơi, mưa à. Đi ngay cho bà. Làm ơn đi. Tôi muốn về nhà. Được rồi, nhảy thêm vài điệu nữa cho yên tâm. Mình kiệt sức rồi. Chán thật đấy. Bó tay chấm com luôn. Đúng là chán như con rán. Khoan, mình có cách rồi. Vẫn mưa hả? Cứ như ông trời đang khóc thương mình vậy á. Mong là không có sấm sét gì. Cả lớp ơi, ai giải phương trình này được nào? Có ai không? Đừng gọi em. Betty, nhấc cái mông lên đây cho cô ngay. Vâng. Giải đi nhé, nhanh lên. Em có biết cách làm đâu ạ? Hả? Vậy về chỗ. Xì, sao cô ta phải la ầm lên vậy chứ? Còn ai khác không? Ok, lên đi. Lại là Mickey à? Váy cậu ta có lỗ kìa. Khổ thân quá nhở. Lâu lâu cũng phải mua cái gì mới mà mặc chứ. Em lên đây ạ. Wow, thôi xong. Mặc quần con nít hả trời. Cậu tin nổi không chứ? Này, đã gây chú ý rồi thì cho mọi người chú ý đã đời luôn đi. Điệu nhảy đó đỉnh dã man. Đừng dừng lại nhá. Video này sẽ được nhiều like lắm đấy. Trông đẹp lắm. Tớ sẽ gọi đây là điệu lắc quần đùi. Yeah, tuyệt quá. Xem này, ai cũng thích video của cậu luôn.
Sao cứ như vậy hoài chứ? Đủ rồi! Trông màu này cũng đẹp phết đấy. Ouch! Xin lỗi ạ. Rồi ạ. Chào chị. Em ngồi đợi ở đây nhá. Đợi chị chút nha gái. Nhiều loại quá nè. Và giá cả thì... Sao mình lại tới đây cơ chứ? Tiền đâu mà làm móng ở chỗ này? Mình còn đồng nào không thế nhở? Con bé đó làm gì vậy trời? Nó chẳng còn đồng nào. Mình không thuộc về nơi này. Đó giờ biết mặt mỗi đồng một đô Thúy. Dám mà đây là tiền thì mình đã giàu rồi. Nghĩ ra rồi. Một chiếc kẹp giấy thẳng. Có thể uốn được thành mọi thứ. Ngay cả kiểu móng mới sang chảnh đó nha. Giờ thì quấn kẹp quanh móng. Trông ngầu như trái bầu chưa? Đã thế còn chẳng tốn một xu. Lại còn độc nhất vô nhị. Sáng tạo đúng là tiết kiệm. Và đẹp nữa. Nhìn xịn thế. Tôi không trả tiền cho bộ móng tào lao này đâu. Móng của cô còn chẳng thời trang nữa rồi. Nhưng tôi không biết làm móng kia. Là con gái thì phải xinh. Betty ơi, đi xem phim đi. Đi ô tô mới của cậu được không? Chào Mickey. Áo khoác jean của cậu đẹp đấy. Cảm ơn nhé. Thôi, tớ vào lớp hóa đây. Cậu nghĩ mình là người vô hình à? Sơn này. Vải canvas đen. Sắp có trò hay rồi bà con ơi. Để xem sau chuyện này Thomas có còn thích áo của nhỏ đó nữa không. Phải nhanh mới được. Áo loang lổ, nhìn thấy gớm. Cứ như cậu ta ngã vào bát mù tạt vậy. Ơi, áo khoác của cậu dính gì kìa? Ôi không! Nhưng tớ lúc nào cũng cẩn thận mà. Đừng lo, không ai để ý cậu đâu. Chán thật. Nhưng không thành vấn đề. Áo quần bạn có vết bẩn sao? Nếu thế thì hãy tạo ra thứ gì đó có 102 nào. Đeo găng tay rồi sơn lên đó nhé. Rồi nhấn bàn tay lên áo. Màu sắc tươi tắn vui nhộn thật đấy. Vẩy chút sơn cho sống động nữa nào. Xong rồi. Tuyệt, trong cái rủi lại có cái may là vậy đấy. Wow, tớ phải đăng lên mới được. Kiểu áo của cậu sẽ nổi như cồn cho coi. Có chuyện gì mà vui thế mọi người? Sao áo khoác lại đẹp vậy trời? Phew, ngày hôm nay cứ dài đẳng đẵng ấy. Nhìn Bella kìa, lúc nào cậu ấy cũng đẹp mê hồn. Ước gì có đống đồ đấy. Cậu ấy lại mua thêm lọ serum sang chảnh kìa. Chắc là tốn cả mớ ấy. Lô hội cũng có tác dụng tương tự nhở. Chúng ta chỉ có một cách để khám phá thôi. Cây lăn ngọc bích lưu thông máu sao? Mình dùng cái gì được ta? Cây lăn nào chẳng giống nhau. Thoải mái quá. Làm bằng vàng thật đó nha. À, ma dê ở vỏ chuối chính là lộc trời cho á mọi người. Cứ như đang ở spa vậy. Và giờ tới phần trang điểm nè. Phải đúng tông mới đẹp nha. Còn tớ thích đồ ăn vặt hơn. Giờ thì đánh kem nền nè. Ai cần bọt biển đắt tiền chứ? Chỉ cần có kỹ năng tốt thôi à. Nhưng cọ thì hơi căng đó nha. Wow, trông tớ xinh không nào. Hẹn gặp lại cả nhà nhé. Mình cũng nên tự mở YouTube thôi. Kênh của mình sẽ có tên là Làm Đẹp Tiết Kiệm. Nghèo không có nghĩa là bạn không thể tận hưởng cuộc sống đâu nhé. Chẳng gì quyền lực bằng cô gái nổi tiếng nhất trong trường cả. Nhìn họ kìa. Hôm nay chúng mình chưa selfie cái nào nhở? Nhớ bật filter ảo lòi đấy. Này, chả thấy tớ đâu luôn. Chụp lại đi xem nào. Cheese. Vừa lòng cậu chưa? Chưa. Đúng là tụi nhà giàu. Mình còn bao nhiêu việc khác phải lo. Ví dụ như đi vứt rác đi này. Mà túi bóng ở đâu ra chứ? Mọi người đang selfie sao? Mình cũng selfie xinh được nhá. Để dựng bối cảnh cái đã. Giờ thì chuẩn bị điện thoại. Như thế này để điện thoại nằm cố định. Giống giá đỡ vậy đấy. Ok.
SC ơi. Tớ á? Ừ. Cũng được đấy. Qua đây chụp selfie với tớ không? Cả hai chúng mình đều sẽ lọt vào khung hình. Và... wow, trông cưng dã man con Ngan. Và có cả hai tụi mình trong ảnh luôn. SC ơi. Alo. Tớ đứng đây chơi với cậu xíu nhá. Cậu ta bị sao vậy chứ? Nhớ chia sẻ video này với bạn bè để cùng học hỏi các ý tưởng cực hay và giá hạt rẻ nha. Bạn đã xem video này chưa nè? Hãy đăng ký kênh của chúng tớ để không bỏ lỡ các mẹo hữu ích.